How did I go from this? Hi, I'm Anne from Fast 40. To this. Cũng không hẳn là glow up lắm, nhưng mà mình đã có một quá trình khổ luyện rất là dài để có được ngày hôm nay. Chào mọi người, mình là Vừng và hôm nay mình sẽ giải quyết 5 vấn đề mà mọi người thường gặp khi mà luyện tập nói tiếng Anh, hay là cụ thể hơn trong quá trình luyện IELTS speaking. Và các bạn đừng lo, những cái khó khăn mà mình chuẩn bị nói sau đây thì cũng chính là những cái khó khăn mà mình đã gặp phải. Nên là không sao nhé, chỉ có chăng thôi. Phần 1, không biết cách ghi chú hiệu quả. Cũng giống như việc viết bài luận thì trong khi mình nói một cái giản ý cho những cái thông điệp mà mình muốn gửi tới vũ trụ cũng là một điều rất là quan trọng. Đặc biệt là khi viết bài luận thì bạn có tới hàng trăm từ để có thể diễn giải ra những cái luận điểm của bạn hoặc là kể một câu chuyện. Thì ở trong bài nói bạn chỉ có khoảng 1 đến 2 phút, đặc biệt là trong phần 2 của IELTS Speaking, để có thể kể một câu chuyện đầy đủ và liền mạch thôi. Vậy nên cái sự xúc tích nó rất là quan trọng. Khi take notes thì mình sẽ thường dựa trên cái cue của đề bài nói và phân tích ra những cái phần nhỏ hơn ở trong cái câu hỏi chính đấy. Và mình trả lời bằng những cái từ khóa này hoặc là từ ngữ academic có chất lượng cao. Nếu mà so sánh những cái từ ngữ này với một bài thuyết trình thì nó giống như là những cái hình ảnh mà mình sẽ dùng khi mà mình thuyết trình để khơi gợi ra cái mạch cảm xúc hay là suy nghĩ của mình để kể toàn bộ câu chuyện đấy, mà chỉ cần nhìn một vài từ đấy thôi mà nó đã ra được cái mạch câu chuyện rồi. Kỹ năng ghi chú sẽ đặc biệt quan trọng cho phần 2 của bài thi IELTS Speaking, bởi vì bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị trả lời câu hỏi bằng cách ghi chú này và 2 phút để có thể trả lời. Vậy thì chúng mình sẽ cùng phân tích thử một cái đề để xem là ghi chú như thế nào nhá. Bây giờ mình sẽ chọn một cái đề IELTS Speaking tên là Describe your favorite singer. You should say who he or she is, what their personality is like, their kind of music or acting, and why you like this person. Ok, thế thì tận dụng luôn cái mà mình đã nói, chính là nói ra những cái từ khóa hay là từ khơi gợi. Chúng ta sẽ dùng luôn Taylor Swift nè. Who he or she is thì ở đây thì có cái từ academic rất là hay mình có thể sử dụng, chính là từ vocalist này, hay là performer thì mình cũng sẽ ghi lại. Miêu tả cái dòng nhạc hay là phong cách hát nhạc của cô ấy thì chúng ta có một cái số từ như là tonality này, giọng điệu này, hoặc là resonance là sự cộng hưởng. Rồi what their personality is like thì chị rất là hay chia sẻ về quan điểm của chị về xã hội, nó sẽ là very vocal about her opinion. Với cái phương pháp ghi chú này thì bạn không cần brainstorm hay là nghĩ ra quá nhiều cái ý tưởng độc đáo bên ngoài cái cue đã cho sẵn của đề bài, mà mình chỉ viết ra một số cái từ gợi mở thôi là mình đã có thể kể một câu chuyện hoàn chỉnh rồi. Taylor Swift is an amazing vocalist and performer. She has a very strong personality. She might not have as much resonance as other singers, but she has a really unique tonality to her singing. And what I love about her is that she's very vocal about her experiences as a woman and advocate for women's rights, and she wants to bring any gender issues to light. Đó, đó là một cách mà mình có thể kể chuyện. Nếu bạn thích cách mà chúng ta vừa take note vừa rồi thì rất có thể bạn sẽ thích bộ tài liệu lật tẩy IELTS của Prep, cũng chính là nơi mà mình đã lấy nguồn thông tin để có thể diễn giải ra bài vừa rồi cho mọi người. Video này của Vừng được tài trợ bởi Prep, bởi vì sau khi tìm hiểu các nguồn tài liệu để minh họa cho video này thì mình đã lựa chọn đây là nguồn tài liệu phong phú và phù hợp nhất. Thì mình xin phép có thể sử dụng nguồn tài liệu từ Prep để giải thích cho các bạn trong video này nha. Tài liệu mà mình đã sử dụng ở đây là bộ lật tẩy IELTS của Prep. Phần Speaking Sample và Shadowing dùng ngay cái đề Who's Your Favorite Singer này. Ở đây cái document mà người ta cho sẵn có rất là nhiều cụm từ advanced liên quan đến cái chủ đề. Và hơn nữa chúng ta còn có thể vận dụng những thứ mà mình đã đọc được ở trong cái phần luyện tập này và nghe giáo viên nói mẫu một bài, vậy nên là sẽ không sợ bị thiếu ý tưởng nha. Lỗi thứ hai chính là nói thiếu ngữ điệu. Các bạn tưởng tượng xem nếu mình nói như thế này từ đầu đến cuối thì chắc là các bạn đã tắt video này lâu rồi.
Đúng không? Vậy nên để thuyết phục được những cái người nghe lắng nghe bạn tới những cái giây phút cuối thì việc sử dụng giọng nói như một công cụ là một cái sức mạnh mà không phải ai cũng biết cách khai thác. Một trong những cái video TED Talks mà mình thích nhất chính là một video của Julian Treasure, một chuyên gia về âm thanh. Ông ấy nói rằng giọng nói của chúng ta có thể không chỉ là giọng nói mà còn có thể được coi như là một nhạc cụ thay đổi theo nhiều cách khác nhau. You have an amazing toolbox. This instrument is incredible. And yet this is a toolbox that very few people have ever opened. Ví dụ như tông cao hay tông thấp. So if I talk up here in my nose, you can hear the difference. But if you want weight, you need to go down here to the chest. Tone giọng nói. People who speak all on one note are really quite hard to listen to if they don't have any prosody at all. Âm điệu khi kết thúc câu thì phải đi xuống. Also, we have repetitive prosody now coming in, where every sentence ends as if it were a question, when it's actually not a question, it's a statement. Tốc độ nói của bạn. I can get very, very excited by saying something really, really quickly, or I can slow right down to emphasize. Độ to hay là nhỏ. And get really excited by using volume. Sorry about that if I startled anybody. Or I can have you really pay attention by getting very quiet. Và đặc biệt một điều trong cái giọng nói mà ông ấy không nói trong bài diễn thuyết của mình, bởi vì ông là người bản xứ rồi, chính là việc đánh dấu trọng âm cho đúng. Ví dụ như mình sẽ nói importance chứ không phải là importance hay là importance. Và có thể học cách nói trọng âm bằng cách đọc cái phiên âm của từ trong từ điển và thấy cái dấu phẩy nó nằm ở chỗ nào thì đấy chính là chỗ mà mình cần nhấn mạnh khi nói. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể luyện tập một giọng nói thật là cuốn hút? Khi làm cái nghề làm YouTuber này thì mình cũng phải luyện tập cái cách đấy bằng cách quay một cái vlog xem là mình có thể chịu lắng nghe mình đến cuối không với cái giọng điệu mình. Sau khi xem nhiều cái video mà mình tự quay và mình đã tự xóa rồi và mình không cho lên YouTube ý, thì dần dần mình biết cách điều chỉnh cái giọng nói của mình để cho nó trở nên hấp dẫn hơn. Ngoài ra một cách hiệu quả hơn nữa là chúng ta tìm một người có thể giúp mình chấm chữa, có thể là một người bạn lắng nghe mình nói, cùng nhau mở một cái session speaking hàng tuần và commit, hứa với nhau là sẽ hẹn hàng tuần và feedback cho nhau về cái giọng điệu, bởi vì một người khác nghe mình nói sẽ có thể có những cái góp ý chân thành và nó chính xác hơn là bản thân mình tự đánh giá. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể dễ dàng có một cái người bạn mà sẽ cùng đồng hành lâu như vậy. Thay vào đó chúng ta có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ các thầy cô chuyên chấm chữa các bài nói tiếng Anh, từ các bài luyện tập nói ở prep sẽ luôn luôn có giáo viên chấm chữa cho bạn, kể cả về phần ngữ điệu. Ví dụ sau khi mình đã làm một bài kiểm tra rồi thì thầy có chấm chữa cho mình là mình đã sai lỗi ngữ điệu, cuối câu mình không nên nâng giọng. Uầy, chuẩn y như là thầy Julian Treasure có nói trong cái TED Talks này. Hay là có một số từ mình chưa nhấn trọng âm đúng, ví dụ như entertainment chưa rõ, thì khi mà mình nộp bài cho các giáo viên ở đây chấm rất là kỹ về mặt âm điệu, nên là các bạn không phải lo là không biết mình đang sai âm điệu ở đâu và làm thế nào để có thể cải thiện cho cái âm điệu của mình nó trở nên cuốn hút hơn nhé. Khó khăn thứ ba mà có thể bạn gặp phải, thiếu sự kiên trì khi luyện tập. Và đó cũng chính là mình đối với việc tập gym. Để đối mặt với việc bạn đang thiếu sự luyện tập thì mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện về quy tắc 21 ngày. Có một giáo sư viết một cái cuốn sách vào năm 1960 tên là Maxwell Maltz. Ông ấy để ý rằng những bệnh nhân của ông về mảng phẫu thuật thẩm mỹ sẽ cảm thấy không quen với cả cái gương mặt của mình sau khi đã phẫu thuật, ví dụ như là cái mũi mới này trong vòng 21 ngày. Hay là những người bệnh nhân mà phải cắt chân hay là cắt tay vì yêu cầu phẫu thuật sẽ cảm thấy một cái hiện tượng gọi là phantom limb, các chi ma. Những người bệnh nhân đấy sẽ cảm thấy nóng, lạnh hay là ngứa ở cái vùng cơ thể mà đã bị cắt đi. Đó thì chính là giải thích cho lý do tại sao ông ấy nghĩ rằng mọi thói quen đều cần 21 ngày để có thể thay đổi. Qua thời gian và qua nhiều nghiên cứu hơn thì một bài viết gần đây của tạp chí Forbes đã cho rằng đây là một cái myth. Và thay vào đó thì chúng ta có thể nghĩ tới việc thay đổi thói quen của mình qua ba cái stage chính. Thứ nhất là honeymoon, tuần trăng mật đối với cái thói quen mới của mình. Thứ hai là the fight stage,
vượt qua những khó khăn về mặt tâm lý này, về mặt thói quen, về mặt sở thích để có thể duy trì được cái thói quen mới đấy. Trạng thứ 3 là khi thói quen ấy đã trở thành một điều tự nhiên rồi thì sẽ được gọi là second nature. Vậy nên với cái việc luyện nói tiếng Anh hay là bất kỳ việc nào, ví dụ như là việc đi tập gym của mình, thì tất cả mọi thứ có thể bắt đầu với một cái lý trí rất là tuyệt vời. Ôi, mình sẽ học tiếng Anh để mình có thể hiểu tất cả các meme tiếng Anh trên thế giới. Thì những cái động lực đấy hoàn toàn tốt đẹp thôi, nhưng nó sẽ rất dễ bị thử thách khi bạn bắt đầu bước vào fight stage và thực sự rèn luyện cái thói quen đấy cho bản thân mình. Vậy nên đối với những bạn đang trải qua cái giai đoạn fight through là mình phải cố gắng bứt phá và duy trì cái thói quen đấy, thì mình sẽ gửi tặng bạn một phòng virtual speaking room, phòng speaking ảo của Prep. Các bạn có thể tự đưa ra quyết định là có thích cái này không, thì chúng ta sẽ thử trải nghiệm với nhau trước nha. A piece of international news that I recently heard about was the tính năng phòng speaking ảo thì có sẵn ở trên website của Prep luôn. Có hai chế độ mà chúng ta có thể sử dụng là chế độ luyện tập, tức là chúng ta có thể xem được trước câu hỏi này và không bị bấm thời gian để đỡ bị áp lực khi mà luyện tập. Còn chế độ phòng thi thật thì mình sẽ luyện cái cảm giác giống thi thật luôn, nên là tất cả các thứ về mặt thời gian, check note nó đều y hệt là thi thật nha. Đặc biệt mọi người để ý ở phòng speaking ảo có một tính năng đồng hồ bấm giờ giúp cho chúng ta có thể luyện tập, căn thời gian làm sao trả lời cho đúng với thời gian lúc thi thật nè. Sau khi trải nghiệm các câu hỏi và trả lời theo đúng cái phong cách của bài thi thật thì mình có thể xem lại kết quả chi tiết của từng câu trong từng part. Có 3 màu chính, màu xanh là âm tiết đúng, màu vàng là gần đúng và màu đỏ là sai. Mình sẽ click vào từng cái một để nghe lại từng cái câu từ mà mình nói sai. Sau đó Prep sẽ tổng kết hết tất cả các lỗi thường gặp để mình luyện tập thêm. Ngữ pháp và từ vựng thì Prep sẽ transcribe lại full bài nói của mình. Cái này thì mình cũng khá là bất ngờ, khi mà chỉ thu âm giọng nói của mình thôi mà cũng có thể transcribe ra nguyên một bản để cho mình có thể dễ dàng trực quan hóa những cái thứ mà mình chưa biết, mà mình chưa làm đúng. Với những bạn mà đã thích trải nghiệm vừa rồi thì mình xin tặng bạn mã vừng sẽ được áp dụng khi bạn mua từ 2 khóa học IELTS trở lên. Sẽ được tặng kèm bộ lật tẩy IELTS, phòng speaking ảo trong vòng 21 ngày và bộ tổng hợp các vocabulary từ ngữ từ đề thi thật năm 2022. Khó khăn thứ tư mà có thể mọi người gặp phải chính là việc học thuộc, học vẹt, dẫn đến việc chúng ta không thể ứng biến được khi vào phòng thi và gặp một đề thi mới hoàn toàn. Nhưng mà đây là ví dụ của một người biết ứng biến sẽ như thế nào nhé. Welcome to the IELTS exam. Your question is, who is your favorite singer? Damn, Vĩnh Hưng is one of the most amazing singers I've ever heard of. Để luyện tập với sự ứng biến thì mình đã từng tham gia rất là nhiều cuộc thi tiếng Anh mà yêu cầu đòi hỏi phải có sự ứng biến cao, hay là mình phải nghĩ ra một cái gì đấy để nói trong một thời gian ngắn. Điển hình chính là cuộc thi Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc, hay còn được gọi là Model United Nations. Ở trong những cái cuộc thi này thì mình sẽ giả vờ là một chính trị gia hay là một nhà ngoại giao, diplomat, đại diện cho một đất nước, để mình có thể vào một cái hội trường giả lập và bàn luận về những cái chủ đề quốc tế liên quan tới nhiều quốc gia khác nhau, ví dụ như là sự nóng lên toàn cầu, hay là vũ khí hạt nhân, hay là quyền trẻ em. Thường thì những cái cuộc thi này diễn ra vào mùa hè và bạn chỉ cần gõ trên Facebook là Model UN thì chắc chắn là sẽ ra rất là nhiều cơ hội, có thể ở tỉnh hoặc là thành phố riêng của bạn. Thể loại cuộc thi thứ hai mà mình cũng rất là ủng hộ chính là Debate Competition, các cuộc thi về tranh biện, và các cuộc thi Speech Competition về hùng biện. Tranh biện là khi bạn sẽ được chọn vào phe đối lập hoặc là phe ủng hộ một chủ đề nào đấy. Và một cái ví dụ rất là hay mà mọi người hay xem trên TV chính là chương trình Trường Tin ở trên VTV7. Và cũng có một cái version tiếng Anh của chương trình này luôn. Còn đối với những bạn mà cần những cái kiến thức nền tảng và chuyên sâu hơn trước khi mà dấn thân vào những cái cuộc thi như vậy, thì có thể tham khảo khóa học speaking chuyên sâu của Prep. Các bài giảng đều được giới thiệu theo phương pháp Guided Discovery, tức là các thầy cô sẽ hướng dẫn cho mình cái cách suy nghĩ, nhưng mà cái interpretation, cách mình hiểu và áp dụng vào câu chuyện riêng của mỗi người sẽ được personalize, thay đổi khác nhau. Mọi bài học đều được xây dựng theo cấu trúc nhớ, hiểu, áp dụng, nên là chúng ta có thể nâng cấp bản thân mình từ dễ đến khó.
kiểm tra lý thuyết trước, sau đó nâng cấp lên một bài nói hoàn chỉnh. Nói đến đâu, chúng ta có một recording minh họa đến đó luôn. Mình sẽ đưa ra một số đoạn văn ngắn, bao gồm các cấu trúc hay. Các bạn hãy dựa vào ngữ cảnh để đoán xem cụm từ in đậm trong mỗi đoạn văn sau đây muốn diễn tả điều gì nhé. My mom bought me the first Harry Potter book 12 years ago, and I remember having my nose in it for 3 days straight. It was such a page turner that I couldn't put it down. Bây giờ, hãy cùng hướng lên màn hình để theo dõi phần trả lời mẫu cho đề này nhé. Now you have 2 minutes to talk about this topic. You can begin now. You have asked me to describe a book I've read recently. And to that aim, I've decided to talk about how to win friends and influence people. To be honest, I can't recall the author's name because it was rather difficult to spell. Qua một số highlight thì bạn có thể thấy là bài giảng của thầy không chỉ có nhiều hình ảnh minh họa sinh động mà còn có cả những cái clip diễn giải thật là dễ hiểu nữa. Khó khăn thứ 5 mà mọi người có thể gặp phải chính là chúng ta bị bí ý tưởng khi nói. Những cái khó khăn thật là trừu tượng về mặt ý tưởng khi nói thì chúng ta luôn luôn có thể lấp đầy bằng hai chữ E sau, chính là evidence và example. Ví dụ nhanh với vẫn cái đề bài là Who is your favorite singer đi, thì chúng ta trả lời là Taylor Swift, xong rồi chúng ta không biết là nói gì hơn nữa. Thì sau câu đấy chúng ta có thể thêm những evidence là minh chứng tại sao cái ý kiến của mình về việc cô ấy là talented singer lại đúng. Taylor Swift has won many Grammy Awards and also a lot of MTV Awards for Music Video of the Year. Thì đó là về mặt bằng chứng. Còn example, she has demonstrated her talents in many ways. For example, her live performances on stage are always on point, and she can also play a lot of musical instruments. Rất là đơn giản đúng không? Và để biết được những cái thông tin hay là tư liệu để cho video nói sinh động đấy thì chúng ta phải trau dồi thêm kiến thức cho chính bản thân mình qua các cái nguồn tài liệu như là video TED Talks, cũng chính là một nguồn mà mình rất thích này. Và hơn nữa là những cái podcast tiếng Anh, thường thì mình sẽ nghe trên đường đi làm, đi học. Nhưng mà nếu như mà chúng ta bận quá thì hoàn toàn có thể nghe lúc vô thức, lúc trước khi đi ngủ thì mình có thể chìm vào giấc ngủ của tiếng Anh luôn. Và mình cũng học tập cách nghe tiếng Anh một cách tự nhiên hơn nữa. Một cái cách giải quyết khác cho vấn đề này mà mình muốn giới thiệu cho mọi người chính là phương pháp Smart Context. Phương pháp Smart Context được sáng tạo ra bởi thầy Tú Phạm là CEO của Prep. Với cái phương pháp này thì chúng ta có một câu trả lời yêu thích cho bản thân mình. Ví dụ như cái câu Taylor Swift của mình là mình dùng ví dụ từ nãy đến giờ này. Nhưng chúng ta có thể lái và thay đổi nó để trả lời cho nhiều dạng câu hỏi khác nhau dựa trên cái ngữ cảnh context đấy. Sử dụng cái ngữ cảnh một cách khác đi, một cách sáng tạo hơn để có thể trả lời nhiều câu hỏi khác nhau. Đôi khi mình bị bí nhưng mình luôn luôn có thể kéo cái câu hỏi mới mà mình đang đối mặt cùng trở về câu hỏi quen thuộc cũ của mình. Ví dụ, mình vẫn là fan của ca sĩ Taylor Swift, nhưng mà thay vì nhận được câu hỏi Who is your favorite singer? Thì trong lúc thi mình đạt được những câu hỏi sau: Who is your role model in life? Mình vẫn luôn luôn có thể lái vào cô Taylor Swift. My role model in life is a very famous singer called Taylor Swift. Taylor Swift is a very talented singer who can play a lot of musical instruments and has a very unique tonality to her voice that makes the audience remember her very well. Với một câu hỏi hoàn toàn khác, tell me about an unexpected story that you've heard of. An unexpected story that I've heard of is a story about Taylor Swift's involvement with gender issues. Đó, thì mình lại replay lại cái đoạn mà mình vừa kể. Một câu hỏi khác nữa nha. Tell me about your ambition in life and what type of person you aspire to be. I want to be someone who can make a positive change about gender issues in the world. My biggest role model is Taylor Swift. Đó, các bạn có thể thấy với cùng một loại câu hỏi mà mình đã chuẩn bị từ trước thì mình có thể twist nó một cách thông minh để áp dụng vào nhiều loại đề khác nhau khi mình đi thi IELTS và không biết rằng cái đề mà mình sẽ được nhận là gì chỉ vì bằng một phương pháp là Smart Context. Vậy là chúng ta đã thành công đi qua được 5 biện pháp mà bạn có thể sử dụng để khiến cho cái bài nói IELTS của mình trở nên tốt hơn.
bonus cho bạn hai tips cuối cùng. Thứ nhất là về cái thái độ của giám khảo khi chấm thi. Thường là họ sẽ phải chấm thi rất là nhiều người trong vòng một ngày và rất là khó để họ có thể tươi cười cùng bạn hay là đón nhận cái bài nói của bạn với những cái cảm xúc tích cực. Nên là nếu mà bạn vào phòng thi mà thấy mọi người mặt rất là bình thản và không cảm xúc gì thì đấy là một điều vô cùng bình thường. Hãy bình tâm, bình tĩnh và cứ tiếp tục nói theo cách của bạn nha. Một điều thứ hai nữa là mặc dù video này có mục đích là giúp bạn cải thiện và có một số điểm cao hơn khi thi IELTS, nhưng mà mình cũng muốn nhấn mạnh với việc là chúng ta không cần thiết phải quá áp lực hay là đánh giá toàn bộ khả năng của một con người dựa trên điểm IELTS của họ, bởi vì những cái ngữ cảnh khi thi IELTS nó không hoàn toàn giống với cả những cái cuộc trò chuyện chúng ta sẽ có ở ngoài đời này. Và kể cả khi điểm IELTS của bạn không hoàn hảo thì bạn vẫn hoàn toàn có thể thoải mái nói chuyện với người nước ngoài một cách rất là bình thường. Ví dụ như mình, cái điểm nó không quá là cao ngất ngường về mặt speaking, nhưng mà mình vẫn tự tin giao tiếp với các bạn nước ngoài, đi học đại học ở nước ngoài và nói với các bạn một cách 100% bình thường. Nên mong là mọi người khi đi thi có thể có một cái nguồn năng lượng nó thoải mái, dễ thở hơn nha. Mong rằng video này có thể giúp ích phần nào cho mọi người. Chúc mọi người có một kỳ thi thật là tuyệt vời.